Truyền thông Thành Võ xin kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn. Hôm nay, Truyền thông Thành Võ xin điểm lại các hoạt động xây dựng, thực hiện các công trình phần việc tại phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Đồng thời, Truyền thông Thành Võ đã được gặp gỡ tiếp xúc hai bệnh nhân u gan ác tính Trần Thị Từ, quê ở Bình Thuận, và bệnh nhân Hồ Văn Tới, quê ở Đồng Nai, ung thư phổi giai đoạn cuối. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn, trong những ngày cuối năm, mọi người, mọi nhà đều tất bật chuẩn bị một cái Tết đủ đầy, với nhiều nguyện ước trong năm mới. Còn những người từng là bệnh nhân ung thư đã may mắn vượt qua cửa tử, rồi được chuẩn bị chứng kiến cảnh đất nước giàu xưng thanh bình thì còn gì hạnh phúc hơn. Tại phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, Truyền thông Thành Võ đã gặp gỡ nhiều người mắc bệnh ung thư nhiều năm, nhưng hôm nay khi gặp gỡ giao lưu thì Thành Võ cùng vui với bệnh nhân, vì đến hôm nay có 17 bệnh nhân đã hoàn thành phác đồ hỗ trợ điều trị ung thư, các chỉ số đã âm tính với ung thư, và các thầy đã quyết định cho ra viện về quê ăn Tết với gia đình, người thân. Các bệnh nhân đã vượt qua cửa tử và vui mừng gặp gỡ Thành Võ để hàn huyên tâm sự và kể về câu chuyện chiến thắng với bệnh hiểm nghèo của mình. Biết bao xúc động, lòng biết ơn, sự vui vẻ, lạc quan như chưa từng có bệnh. Một người phụ nữ đã gần 65 tuổi, mặc dù mái đầu đã bạc qua râm, nhưng bước đi thoăn thoắt, miệng liên tục cười, đó là bà Trần Thị Từ, quê ở Bình Thuận, bị u gan ác tính di căn đến các cơ quan khác. Tôi tên là Trần Thị Từ, mã số bệnh nhân của tôi là 807. Tôi vào đây tôi điều trị cha như vậy là được 91 ngày. Và hôm nay thầy Thanh có cho tôi đi khám lại, thì bác sĩ có cho tôi biết là máu ung thư của tôi đã về trở về bình thường. Và tôi có đưa hồ sơ về cho thầy Tím và thầy Thanh. Và thầy Thanh kết quả có hồ sơ tôi là khối u của tôi đã thuyên giảm và máu ung thư của tôi không còn nữa. Tôi rất xúc động. Tôi không biết nói gì hơn, chỉ có hàng nước mắt tôi chảy thôi. Nhờ cha, cảm ơn Chúa, cảm ơn cha và cảm ơn các thầy đã săn sóc tôi trong 3 tháng. Tôi rất không biết lấy gì hơn, chỉ có biết lấy hai chữ cảm ơn thầy suốt đời không bao giờ quên. Không bao giờ quên là bị khối u gan. Khối u gan, và khi tôi vô trong bệnh viện Bình Dân, tôi có hóa trị một lần. Sức tôi không có còn nữa, và tôi đã xin xuất viện, tôi ra đây về và tôi có vô đây. Tôi nhập viện trong Cha Tường, tôi điều trị trong vòng 91 ngày, bữa nay tôi đã hoàn thành được trở về máu, không còn ung thư nữa. Tôi rất mừng. Điều kiện của gia đình cô hiện tại có khó khăn gì không cô? Gia đình tôi thì không có dư, nhưng mà cũng đủ ăn sống qua ngày được. Hiện tại cái phòng khám mới á, chuẩn bị hoàn thành rồi. Cô có cái điều gì sung sướng không? Tâm sự với tụi con. Thì tôi cũng mừng cho phòng khám của các thầy là sắp sửa hoàn thành, và tôi cũng kêu mong gọi các tường quân từ phương xa chung tay góp sức các thầy để dựng lên ngôi nhà để trị, bệnh viện này để trị cho các bệnh nhân còn lại còn sau này cũng khỏe và cũng đã được ra viện như tôi. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn, sau khi phát hiện bệnh ung thư gan giai đoạn cuối và di căn, bệnh nhân Hồ Văn Tới, quê ở Đồng Nai, đến khi hoàn thành phác đồ hỗ trợ điều trị ung thư của phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, bệnh nhân Hồ Văn Tới đã khỏe lại, sức khỏe đã ổn định và được các thầy cho ra viện vào thứ Bảy 27 tháng 1 năm 2024 tới đây. Bệnh nhân Hồ Văn Tới vui mừng cho biết: ở Đồng Nai nơi tôi, ở đó cũng có hai người láng giềng với tôi, cũng mang bệnh như tôi. Họ đã về với Chúa những ngày qua, bởi vì
Họ không nghe lời tôi đến đây để được hỗ trợ điều trị ung thư. Bệnh nhân Hồ Văn Tới tâm sự. À, mình tên là Hồ Văn Tới, năm 1969. Một số những bệnh nhân là 792, quê ở Đồng Nai. À, mình thì bắt đầu mình bệnh thì mình cũng chưa biết mình là bệnh gì, nhưng mà sau đi khám ở các bệnh viện lớn thì tôi biết là bệnh viện Ca Phổi ở giai đoạn cuối. Sau khi đó thì là công hóa mà không xạ cũng không không mổ được. Không phải vậy là tôi xin xuất viện. Tôi cũng thấy là trên mạng có phòng khám cho phê đô thường mà cũng chữa, cũng hỗ trợ cái bệnh ung thư cho các bệnh nhân mà tức là không còn đường đi nữa, cũng như là cái chuyện nó động muộn rồi đó. Xin anh cho biết tại sao anh biết nơi này và anh tới đây với điều kiện. Nói chung mình cũng sạch trên mạng á, mình thấy là những cái mạng trang mạng mình coi thì mình thấy mà trước đây cũng năm sáu năm rồi đó, là có một thằng em mà mình cũng không biết, sau này mình mới biết là nó xuống đây nó chữa cho mà nó đi Mỹ rồi. Mình xuống đây là ngày 23 tháng 10 năm 2023. Sau khi xuống mình chỉ theo pháp đồ của cha là đi khám nano, uống trào thảo dược nano, thì sau 55 ngày thì mình đi khám ở bệnh viện Tiến Ân ở Trà Vinh, thì kết quả nó cho thấy là đã là âm tính, và đồng thời tôi cũng tiếp tục tôi chữa thêm cho tới nay là 92 ngày. Và trong 90 ngày thì tôi đã đi kiểm tra lại lần thứ hai thì đã là chỉ số chỉ máu ung thư đã tụt xuống, không còn dương tính nữa, mà đã trở về bình tĩnh. Vậy là sắp tới anh được ra viện vào thứ bảy này phải không? Không, dạ thì theo sắp xếp của bên phòng khám cha thường thì thầy Thanh đã báo là thì có đặt ra viện, thì trong đó thì có tôi, đồng thời tôi cũng rất là phấn khởi sau khi xuống đây đã được các thầy và đã tận tình cứu chữa cho tôi cho tới ngày hôm nay. Tôi rất là cảm ơn. Và bên cạnh đó thì tôi cũng đã nhìn thấy cái cảnh quan của bên các thầy nó đang là xây dựng, nó đang đi vào khâu hoàn thiện cho cuối, cho tới cuối tuần tới bên thi công nó bàn giao mặt bằng cho các thầy. Tôi cảm giác vui mừng để cho cái chúng ta hết bệnh và các bệnh nhân sau này nó lại tiếp tục chữa bệnh theo pháp đồ. Và tôi cũng kính mong và cảm ơn các mạnh thường quân trong nước và ngoài nước đã giúp đỡ phòng khám của các thầy và có kinh phí để mà điều trị cho các bệnh nhân sau này. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn, bằng phương pháp hỗ trợ điều trị ung thư, phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy đã áp dụng công nghệ ăn cháo nano, uống thảo dược nano, kết hợp tuân thủ với các phác đồ hỗ trợ điều trị ung thư của cha Pedro Nguyễn Văn Tường, và hàng ngày được các thầy tham gia diện chẩn. Đã có nhiều bệnh nhân ung thư đã đạt được mục tiêu hỗ trợ điều trị ung thư. Sau đó cũng có một số trường hợp hỗ trợ điều trị khó khăn do các nguyên nhân sau: những trường hợp bệnh nhân quá nặng khi đến đây di căn đến các cơ quan khác đã bỏ qua mất những thời điểm vàng để ăn cháo nano, uống thảo dược nano có thể tác động. Những bệnh nhân không tuân thủ theo đúng phác đồ của cha mà các thầy dặn dò, sinh hoạt không lành mạnh, thiếu ý chí để thay đổi thói quen sinh hoạt, thể trạng quá yếu, kèm theo quá nhiều bệnh mãn tính cũng dẫn đến hiệu quả hỗ trợ điều trị chưa được như mong muốn. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn, phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy mới vừa nhận một máy phát điện
5 kg do một mạnh thường quân bên Mỹ hỗ trợ được chuyển đến phòng khám do anh Phạm Trước, tài xế Xuân Dũng chuyển tới. Thay mặt các thầy, truyền thông Thành Võ rất biết ơn mạnh thường quân đã quan tâm, giúp đỡ, hỗ trợ cho phòng khám. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn, còn tại công trình phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, theo các thầy cho biết, nhà chờ của bệnh nhân, các phòng nghỉ ngơi cho bệnh nhân quá yếu đã được lợp tôn xong, hiện đang san lấp, tráng xi măng. Nếu không có gì thay đổi, vào thứ Bảy ngày 27 tháng 1 năm 2024, phòng khám tổ chức lễ hoàn thành phát đồ điều trị cho các bệnh nhân tại đây. Vì vậy, vào thứ Sáu, 26 tháng 1 năm 2024, các thầy tổ chức di dời tượng Chúa, di ảnh của cha Pedro Nguyễn Văn Tường sang nơi thờ tự, di dời một số phòng liên quan để hỗ trợ điều trị ung thư để ổn định hoạt động trong thời gian tới. Như vậy, các hoạt động di dời sẽ diễn ra những ngày tới đây. Tuy nhiên, vào thứ Bảy, buổi lễ hoàn thành phác đồ điều trị ung thư sẽ được ghi hình để chuyển tải thông tin cần thiết đến cộng đồng mạng, nhà hảo tâm, mạnh thượng quân, bệnh nhân. Kính mong mọi người đón xem và ủng hộ, tiếp tục giúp đỡ cho phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy. Truyền thông Thành Võ trân trọng thông báo. Thay mặt các thầy, truyền thông Thành Võ xin tri ân các nhà hảo tâm, mạnh thường quân trong và ngoài nước cùng chính quyền địa phương trong thời gian qua đã hỗ trợ tích cực cho phòng khám vượt qua khó khăn. Phòng khám xin ghi nhận những tấm lòng vàng đã đóng góp xây dựng phòng khám và phục dựng lại các công trình của cha Pedro Nguyễn Văn Tường, nơi các thầy khám chữa bệnh. Để đáp lại tấm chân tình đó, thay mặt các thầy, truyền thông Thành Võ rất biết ơn và trước thềm năm mới, con kính chúc các nhà hảo tâm, mạnh thường quân trong và ngoài nước cùng chính quyền địa phương đón năm mới Giáp Thìn 2024 an khang thịnh vượng, ngập tràn niềm vui và cuộc sống ngày càng tốt đẹp. Chúc người bệnh và người nuôi hoàn thành phác đồ của cha thật sự hết bệnh để đón Tết với gia đình, người thân. Để các công trình phục dựng phòng khám thêm khang trang và lâu bền, con thay mặt các thầy kêu gọi nhà hảo tâm, mạnh thường quân trong và ngoài nước tiếp tục hỗ trợ phòng khám để có kinh phí chăm lo cho bệnh nhân trên tinh thần yêu thương cho không mà cha Pedro Nguyễn Văn Tường đã dạy, như bảo vệ và phát huy hiệu quả công trình nghiên cứu của cha ngày càng có ý nghĩa. Đến đây, truyền thông Thành Võ xin kết thúc video tại đây. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại các video tiếp theo. Xin tạm biệt. Truyền thông Thành Võ xin kính chào quý ông bà, cô bác, anh chị và các bạn. Hôm nay truyền thông Thành Võ xin hướng dẫn đường đi đến phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Nơi Thành Võ đang đứng là đường Nguyễn Thiện Thành, cách nội ô thành phố Trà Vinh và trường đại học Trà Vinh 1 km. Thành Võ chuẩn bị di chuyển vào quốc lộ 53 hướng đi cầu ngang Duyên Hải, sau đó rẽ phải vào quốc lộ 53. Phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không làm việc từ thứ Hai đến sáng thứ Bảy hàng tuần, chiều thứ Bảy và chủ nhật được nghỉ. Đi thẳng khoảng 15 km nữa sẽ gặp nhà thờ Phước Hảo, sau đó chúng ta sẽ đến cổng chào của huyện Cầu Ngang. Đi khoảng 5 km nữa chúng ta sẽ gặp nhà thờ Vinh Kim. Đi tiếp khoảng 1 km chúng ta sẽ gặp biển báo phía tay phải là biển báo nhà thờ Dòng Lớn, sau đó theo hướng chỉ dẫn vào nhà thờ Dòng Lớn là rẽ trái và đi tiếp. Nhìn thấy nhà thờ Dòng Lớn nhưng chưa đến nhà thờ Dòng Lớn thì chúng ta thấy biển báo phòng khám yêu thương và rẽ phải theo hướng chỉ dẫn đến phòng khám và sẽ tới nơi. Thân ái kính chào.